sử dụng mấy hai phôi nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ gắn cái tay cầm hai phôi vào ha. Tay cầm đi, mình sẽ gắn cái tay cầm hai phôi vào. Mình gắn như thế này. Mở ra là kiểu như các bạn thấy gắn mũi tên không? Mở ra. Khi gắn vào. Gắn vào thì nhìn đây cái khớp ha. Rồi, mở ra là các bạn phải đẩy ra một bên một xíu, đẩy ra một xíu rồi sẽ rút ra. Còn gắn vào thì tương tự ha, gắn vào thì mình sẽ đẩy ra thôi. Đợi cái mặt cái mũi tên phía trên mình đẩy vào, đẩy nhẹ vào. Và thứ hai là mình sẽ gắn cái GP. Thứ ba là mình sẽ sử dụng cái đầu này, mình sẽ gắn vào trước, mình sẽ chọn hơn cái đem đầu là 1.5. À, một cái đầu là 3 chấm, một đầu 4.5, một đầu 8, một đầu 15. Và đầu 13 thì bạn sẽ chọn cái đầu nào, bất kỳ khi mà mình sử dụng đầu nào thì mình chọn đầu đó. Các bạn để theo cái chiều này nè. Cái đầu xanh ở phía dưới ha các bạn. Gắn vào, lấy ra các bạn nhấn cái này lên một xíu thôi, nhấn xíu thôi. Để đẩy cái này lên. Rồi. Rồi, bước thứ tư, mình sẽ bật công tắc như sau ha. Khi đã có cái công tắc ở phía sau rồi, mình sẽ bật cái nút xanh lên và đồng máy. Thì khi khởi động máy thì mình sẽ sử dụng cái giống như cái tên đi nè. Cái tên đây là cái tên nhân viên. Mình bấm ví dụ mình bấm nhanh ha. Mình sẽ lựa chọn mình bấm nhanh. Đó, mình bấm chữ cũng được. Là mình lựa chọn cái giống như là Ultra Phay. Khi dùng phay thì các bạn sử dụng 5.4 là được rồi. Còn khi sử dụng cho các đầu như là các đầu mặt á. Còn khi mà sử dụng body, mình sẽ sử dụng cái Infinity Body ha. Là sử dụng đầu 83 là mình sẽ sử dụng cái này. Rồi bắt đầu sẽ start mình. Mình đang chọn đầu 1.5 thì mình chọn phay 504 trick star. Rồi. Khi mình chọn đầu 1.5 thì nó sẽ hiển thị nha các bạn. Nó hiển thị 1.5 ha. Nếu như cái này là không có cái đồng là máy nó sẽ báo động liền, cho nên trước khi mình hoạt động máy mình phải có cái đầu gắn vào tay cầm là vậy ha. Mình sẽ sử dụng, mình sẽ có 3 thông số để mình sử dụng. Thứ nhất đó, là cái chiều dài nè, chiều dài ha. Chiều dài là cái đoạn dài để mình tác động vào khuôn mặt mình á, là cái đoạn dài mà mình tác động vào cái khuôn mặt. Còn cái entry đây là mình mức năng lượng nha các bạn. Các bạn chỉnh lên xuống tương tự, cái độ dài cũng tương tự. Và còn khi cái nút này là khoảng cách giữa các điểm á, này là khoảng cách giữa các điểm nha. Rồi. Mình sẽ coi cái máy này, nó mức năng lượng là mát tối đa là bao nhiêu. Cái mức năng lượng của mình nó sẽ cũng phụ thuộc vào chiều dài nữa, nó có liên quan tới những cái mức năng, cái thông số khác, cho nên khi các bạn lựa chọn các thông số phù hợp rồi lúc mình đi nha. Rồi còn cái lúc mình bắn ha, mình sẽ cho cái gel vào, một là cho gel vào đây, hai là cho gel vào cái mặt của mình á, cái bề mặt da, mình cho gel vào bề mặt da rồi sau đó mình sẽ áp sát vào da nè. Ví dụ mình sẽ cho gel vào cái bề mặt ha. Các bạn sẽ bấm sử dụng các thông số rồi. Mình sẽ chỉnh thông số nữa. Rồi. Mình sẽ bấm cái ready. Ready. Là bắt đầu nó sẽ hoạt động. Một là mình bấm trên máy, hai là mình sẽ bấm trên cái tay cầm mình. Mình sẽ sử dụng một là nút này, hai là hai nút bên cạnh nha các bạn. Mình sẽ bấm một điểm này. Khi mà đặt thì tiếp xúc bề mặt da, chính vuông góc 90 độ và lựa chọn những vùng nào mà mình cần nâng cơ, chỉ sợ là phần cơ đó. Chứ mình đừng chỗ nào có xương hả? Phần cơ mà có cái xương mà gần bên thì mình sẽ giảm cái mức năng lượng xuống nha các bạn. Rồi các bạn nhấn vào. Đó là các bạn thấy màn hình này, nó sẽ hiển thị có, tức là cái sóng nó đang vào cơ thể mình đó. Và nó tiếp xúc với mặt cơ của mình đó. Sau đó khi bạn chọn xong thì các bạn kết thúc liệu trình và mình tắt thôi.
Cứ như vậy thì mình làm tương tự cho các đầu còn lại. Sau khi mình làm xong, mình phải vệ sinh nha các bạn. Mình sẽ sử dụng một khăn giấy khô để mình lau cái phần da đó đi. Sau đó mình sẽ sử dụng một cái tờ giấy vắt thiệt ráo, tờ giấy ướt vắt thiệt ráo, mình sẽ lau lại cái phụ kiện đó và để nó khô, lau lại một khăn khô và để cái này nó sạch đi. Mình để lâu là keo nó dính lên cái này mấy nó sẽ bị hư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.